mở phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, hết khôn dồn đến dại. Và điều 69 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 hiến định, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, Quốc hội Việt Nam là một cơ quan hoàn toàn mang tính hình thức, chỉ thực hiện duy nhất một việc là đóng dấu, thông qua các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Ngay cả đến vai trò lập pháp thì các đại biểu cũng chỉ có mặt để thông qua các bộ luật, các văn bản dưới luật do chính phủ soạn sẵn. Vì vậy, họ được gọi là nghị gật. Những điều vừa kể trên đã phản ánh một tình trạng luật là tao, tao là luật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội chỉ là công cụ của Đảng. Mới đây, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 tới đây, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đây là một sự kiện quan trọng đang được công luận trong nước cũng như quốc tế hết sức quan tâm. Vào ngày 27 tháng 9, báo Tin tức đưa tin về phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 vào năm 2024. Bản tin cho hay, trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 9, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 306 đại biểu là các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 do Trung đoàn Ương đoàn tổ chức nối tiếp phiên họp giả định lần thứ nhất vào năm 2023. Mục đích được cho là giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm tìm hiểu về bộ máy Quốc hội, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội đối với trẻ em. Chủ đề này đã trở thành một nội dung bàn thảo rất sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một chủ trương vô bổ, không phù hợp. Trong khi các phiên họp thật của các đại biểu Quốc hội thật còn chưa được thực hiện đúng đủ các chức trách theo quy định, thì tại sao phải bày vẽ cái gọi là Quốc hội giả định của trẻ em? Hay đây là những thâm ý của lãnh đạo Quốc hội có lương tri muốn sử dụng phiên họp giả định Quốc hội trẻ em để mà gửi một thông điệp đến lãnh đạo Đảng và nhà nước về tình trạng lâu nay ai cũng thấy, đó là Quốc hội Việt Nam có cũng như không, vai trò giám sát cũng chỉ là nói cho vui. Với cơ cấu tổ chức hiện nay, các hoạt động giám sát của Quốc hội hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, không hiệu quả, trong khi chi phí cho các buổi họp Quốc hội tốn kém hàng tỷ đồng mỗi ngày. Theo giới chuyên gia, Quốc hội Việt Nam chỉ có thể giám sát hiệu quả đối với quan chức trong bộ máy chính quyền do Quốc hội bổ nhiệm, tức là Quốc hội phải được quyền bãi miễn tất cả các chức danh lãnh đạo của nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội. Tuy nhiên, công luận thấy rằng người dân Việt Nam hiện nay hoàn toàn không kỳ vọng vào vai trò của Quốc hội với lý do Quốc hội vẫn do Đảng cử, còn việc dân bầu chỉ là hình thức. Tất cả những người tự ứng cử đều bị loại ngay từ vòng ngoài, trong khi những đại biểu Quốc hội có tâm với dân như ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân thì dám nói thẳng, nói thật đều bị bắt giam vô cớ. Đa số các đại biểu Quốc hội chỉ phát biểu theo sự phân công của Đảng. Đây là thủ đoạn mị dân và khiến cho hoạt động của Quốc hội mang tính chất giả hiệu. Nhận xét về cách tổ chức của Quốc hội Việt Nam hiện nay, ông Bùi Kiến Thành, một Việt kiều đã về làm việc tại Việt Nam nhiều năm, cho biết ở Việt Nam, mấy người vào Quốc hội như mấy ông sư hay tướng tá là một việc hết sức khác so với các nước. Họ không bắt buộc phải hiểu biết về chính trị hay luật pháp, luật lệ. Nó độc đáo ở chỗ, phần lớn là nghiệp dư, cứ mỗi năm tới gặp nhau, chờ chính phủ đưa ra những dự án luật này, luật kia, rồi họp nhóm, rồi cho ý kiến và cuối cùng thì bấm nút. Thế là xong. Việt Nam đang trở thành một đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Sự thật hay tin đồn? Chỉ sau chưa đầy 2 tháng giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm được giới quan sát quốc tế đánh giá là người thực dụng hơn là người giáo điều, đó là ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm tập trung vào phát triển kinh tế và ổn định chính trị hơn là những vận động giáo điều của Đảng Cộng sản. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Biden đã đem lại điểm cộng cho ông với quốc tế trong và ngoài nước, nhưng sẽ là điểm trừ của ông với Nga và Trung Quốc. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Biden vào chiều ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, được coi là một phần trong chiến lược đi Hoa Kỳ nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á trước sự gia tăng ảnh hưởng càng ngày càng cao của Trung Quốc trong khu vực. Đáng chú ý, trước đó, cú bắt tay giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Zelensky có thể sẽ mở ra cơ hội hợp tác về quân sự giữa Việt Nam và Ukraine. Trong bối cảnh Việt Nam đã giảm bớt việc mua vũ khí của Nga, thì khí tài của Ukraine, nhất là hệ thống phòng không và máy bay không người lái, chắc chắn sẽ rất cần cho Việt Nam.
Ngoài ra, kinh nghiệm tác chiến của Ukraine sẽ là bài học có giá trị cho quân đội Việt Nam trong việc tổ chức phòng thủ để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Đáng chú ý hơn nữa, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ngay sau khi Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Biden vài giờ, thì quân đội Trung Quốc đã bắn hỏa tiễn liên lục địa. Đây là loại tên lửa có tầm bắn tới đất liền của Hoa Kỳ. Hỏa tiễn này không mang đầu đạn hạt nhân, nhưng cũng không nhắm vào quốc gia nào và đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Quân đội Trung Quốc khẳng định vụ bắn thử này là việc thường kỳ và đã có lịch từ trước. Theo giới phân tích, cuộc gặp mặt ngắn ngủi với ông Biden sẽ giúp cho Tô Lâm chứng minh sự trung lập của Việt Nam trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cường quốc, kể cả các đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Từ đầu năm 2024, Tô Lâm đã có chuyến đi quan trọng tới Trung Quốc để mà tiếp xúc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, trên cương vị Chủ tịch nước, ông cũng đã tiếp Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2024. Chuyến đi của Tô Lâm tới New York lần này phản ánh quan điểm cân bằng của chính quyền Việt Nam, đồng thời cũng muốn khẳng định Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc có ảnh hưởng trong địa chính trị toàn cầu. Do vậy, các nghi ngờ cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Việt Nam đang tiến tới trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ là điều thiếu căn cứ. Dưới con mắt của chính phủ Mỹ, Tổng thống Biden, Việt Nam là một đất nước có vị trí địa chiến lược ở Đông Nam Á, đồng thời là một trong những trung tâm sản xuất, chế tạo và là nơi mà nước Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với mục đích làm đối trọng với Nga và Trung Quốc. Vấn đề quan trọng hơn, yếu tố ý thức hệ là một trong những nguyên nhân chính đằng sau việc Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Việc các tướng lĩnh quân đội cáo buộc trường đại học Fulbright Việt Nam đang thực hiện một âm mưu tổ chức cách mạng màu cho thấy giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam vẫn nghi ngờ mục tiêu thực sự của Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả và đọc tham luận tại một trường đại học tại Mỹ, khẳng định Việt Nam chọn đối thoại thay vì đối đầu và nhấn mạnh thiện chí hợp tác với Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Mỹ cho thấy điều gì? Vào ngày 24 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, trên cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam, ông Tô Lâm đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nội dung nói về tầm nhìn của Việt Nam, về xóa bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng thế giới hòa bình, tốt đẹp. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm lưu ý rằng, từ góc nhìn của Việt Nam, hòa bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng. Do vậy, cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, trước hết là các nước lớn. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Tô Lâm không đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, các hành vi bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay cuộc chiến ở dải Gaza. Một thông tin được công luận Việt Nam hết sức quan tâm, đó là ngày 24 tháng 9, bên lề kỳ họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Vào ngày 25 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine. Bản tin cho biết chiều ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Tại cuộc gặp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Đồng thời, Tô Lâm cũng nên quan ngại về tình hình xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine và khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine cũng đánh giá lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc giả phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo giới quan sát, việc lãnh đạo chính quyền Việt Nam gặp gỡ tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Zelensky là một việc không mới. Vào đầu năm nay, vào ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã có cuộc gặp ngắn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía Việt Nam đã có những thái độ không thân thiện với Ukraine. Cụ thể, tất cả các bức ảnh bắt tay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Zelensky trong một bài báo đã đăng đều bị gỡ bỏ. Chỉ còn lại những dòng tin với nội dung sơ sài, khô khan. Lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ với Tổng thống Zelensky với một thái độ chân thành và cởi mở hơn, cho thấy chính quyền Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao
muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Cũng theo truyền thông cho biết, trong quan hệ với Cộng hòa Liên bang Nga, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ chí tình của Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong khi, theo lời ông Tô Lâm nói với ông Zelensky, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của Liên Xô, trong đó Ukraine đã dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay. Những điều vừa kể trên thì có liên quan gì đến chủ trương thúc đẩy sự hợp tác với Hoa Kỳ và Ukraine là một đồng minh của Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn hay không? Sự kiện này không thể chỉ thể hiện thậm chí làm bạn với tất cả các quốc gia của Việt Nam, mà còn chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng của nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Tổng bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Mỹ cho thấy điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de